HD Audio xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên em sẽ làm video test cái khả năng chống hú của con vang cơ B3 Theta model K6 cũng như là cái tiếng mic và tiếng nhạc của cái con vang này. Thì em sẽ hướng dẫn qua về các cái kết nối nhé. Thì đây là kết nối đầu ra của con vang này, ra âm ly hoặc ra đẩy này. Đây là đầu vào này, music input này. Và đây là đầu vào là cổng quang này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy đây là cổng quang đấy. Đây là hai cái cổng mic vào tiếp này, đây là mic nữa này, đây là loa center, loa trung tâm. Đây là một là mình bấm cái này có thể là cho ra tiếng mic của loa trung tâm hoặc là bấm vào để cắt tiếng mic cho ra tiếng music của loa trung tâm. Đây là volume của cái loa trung tâm đấy, mọi người có thể nhìn thấy cái ống khung. Còn đây là cái súp, volume của súp này. Và đây là cái cắt tần. Con này nó có cái cắt tần của cái súp này, nó sẽ cho ra một cái tiếng súp rất là sâu và tiếng rất là hay, nó là cái này. Đấy. Và đây là mặt trước. Mặt trước thì đây là bên này là bên này là volume của mic này. Đấy, volume của từng mic này và volume của mic hai mic sau nó đều tích hợp ở đây này. Đấy. Còn đây là echo, mic, music. Đây là volume. Đấy. Thì em đã chỉnh qua rồi. Thì bây giờ em sẽ test cái khả năng chống hú. Cái quan trọng nhất hôm nay là em sẽ test khả năng chống hú và tiếng nhạc, tiếng mic của con vang này. Đây là mic không dây em kết nối rồi. Một hai. Lực 1 2 3 4 5 6 lực. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, đây là em đang đứng bên cạnh con loa. Mọi người có thể nhìn thấy này. Mic có thể chạm vào loa. Mic chạm sát vào loa. Nhưng không có một tiếng hú nào hết. Cắt hú cực tốt. Nói là tuyệt đối thì khó nhưng phải nói là đến 99% không thấy tiếng hú đâu. Và mọi người có thể nghe thấy tiếng mic. Lực 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Bây giờ sẽ test một đoạn karaoke. Mọi người tự đánh giá nhé. Đây là em đang kết nối một điện thoại. Anh như bao anh hùng, tình ta đã xa xưa.
Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của HD Audio. Xin cảm ơn.